Đây đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng và đến toàn thể anh em chưa lưu miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 24 tháng 5, em xin hân hạnh giới thiệu thiết lắp một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Soli, model của nó là CDPXE500. Video trước em cũng đã bán một chiếc đầu giống này rồi, nhưng mà nó đẹp hơn một chút. Đấy. Và chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1996 với giá xuất xưởng của nó là 22.000 yên, nó tương đương với khoảng độ 5 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và chiếc đầu này thì sở hữu với size ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 9,5 cm và chiều sâu là 29,5 cm, và nó nặng là 3 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony rồi, mắt đọc 23, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy. Chip giải mã của chiếc đầu này thì sử dụng chip giải mã CD 8567 cho chất âm khá là chi tiết nhé. Và trong đầu đề mới họ không còn các cái bấm chuẩn bài, và thay vào đó là cái nút chuyển bài đây, chuyển đi chuyển lại nhé. Đấy. Chiếc đầu này thì lúc nhận thì nó hơi chậm, thế nhưng mà khi nhận được rồi chuyển bài cực nhanh nhé. Đấy, chuyển nhanh như mất tử luôn. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Thì chiếc đầu này về tình trạng thì nó cũng có bị xước đây, cái này xước này. Đấy, nó màu đen nhìn không rõ đây, có trời đấy, vết xước đây, mà quay chậm để cho bác nhìn. Đấy, nó màu đen thì nhìn không rõ đâu. Đấy. Phần cạnh trên, phần cạnh trên đây thì có chày đây. Đấy. Trên này. Đấy. Cái phần lắp lưng này thì hầu như là về nó bị bong sơn nên phải sơn lại không nhé, cho đẹp. Đấy. Sơn lại à. Và phía sau của nó đấy, phía sau của nó thì nó có ố lấm chấm như kiểu vân đá các nhé. Đấy. Đây. Model của nó là CDPXE500, điện 100V, công suất của nó là 9W và series của nó là 2106971 và được sản xuất tại Trung Quốc, xuất ra thị trường Nhật điện 100V. Ở chiếc đầu này thì có một đường aux ra và một đường cổng quang ra. Đây. Gắn kết nối thì bị bên ngoài. Và đây là phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới, máy móc thì riêng nguyên bản, mắt đọc 23 đi thông máy đây. Đấy. Dòng đời mới nên họ thiết kế cái bề mạch rất là nhỏ gọn rồi. Và đây là có chiếc giải mã nằm, nó không nằm nổi trên mà nằm phía dưới CXD 8567 nằm đây. Tụ lọc thì tụ lọc của Ella nhé, tụ lọc Ella trông như vậy nhưng mà nó là 10.000 ly 16V, khá là lớn đấy ạ. Còn đây tụ Ella hết nhé. Đấy. Và đây là phần đáy phía dưới đây. Phía dưới nó đây. Rồi, và sau đây thì em muốn xin test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho các bác được thưởng thức. Và giá của chiếc đầu này thì nó có trời như vậy thì bên em bán mức giá chỉ có 850.000 đồng thôi. Em bao với ship toàn quốc, cho nào chuyển đổi tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng, các bác cứ test kiểm tra sản phẩm bên em mà bị lỗi là giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi là hoàn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi ra sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác lấy sản phẩm bị lỗi mà không có tận sửa, tiền phí thì bác phải thanh toán giúp em. Đấy. Và em xin tiệm ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269, em để trên cái tiêu đề của video. Các bác liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi. Đấy. Thì các bác lưu ý là các bác xem mua sản phẩm thì các bác phải xem chi tiết hết cái video giúp em để mình biết về sản phẩm và cái cách thức mua bán hàng nhé. Đầu thì không gắn đĩa rồi, đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng cũng đĩa lòng trắng nhé. Em test một cái đĩa sao chép đây để bác được thưởng thức ạ. Đã nhận đĩa rồi, xin mời các bác thưởng thức.
hành quân qua thôn xưa lúc nắng xuân chưa nhạt màu, nhạt lòng tìm người em gái cũ em tôi đã đi phương nào, nghẹn ngào nhìn qua hàng tre xanh năm bóng chim đua trên cành, giờ còn tìm đâu hình bóng cũ em ơi. Bài rất là nhanh. Chiều về trên cánh đồng xanh, cô nàng gánh lúa cho anh ra đi tiễn.
xin phép được dừng video test ở đây. Thì trước đầu này bên em bán với giá là 850.000 đồng, em bao cái ship toàn quốc cho là chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại 0907 223 269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào, hẹn gặp video sau ạ.